thích cái đuôi gió dài dài giống vậy thì bên mình sẽ hỗ trợ gắn luôn cho các bạn này miễn phí nha. Chưa bao giờ mà màu đen bóng trên nón Phương Phây nó khan hiếm một cách kỳ lạ. Những cái nón du hi á hết hàng thì đã đành rồi, những cái nón rock này nó cũng hết hàng luôn. Duy nhất có chăng là dòng rock 05 Phương Phây 2 kính hiện tại có hàng, giá tầm 1 triệu, 1 triệu mấy, dễ chơi. Ví dụ cái nón này là 1 triệu 1 nè, các bạn có thể thích thì dán thêm tem đề can. Mình dán cái tem Leopard màu gold, hôm bữa mình dán cho cái nón rock R11 rồi, giờ dán cho cái nón rock 05 này luôn, cũng hai kính nha các bạn. Cái này mình thay kính titan với gắn thêm cái đuôi gió. Hiện tại có ưu đãi là những bạn nào mua cái nón rock 05 này thích cái đuôi gió dài dài giống vậy thì bên mình sẽ hỗ trợ gắn luôn cho các bạn, này miễn phí nha. Còn tem với kính màu này mua chung với nón sẽ được ưu đãi giảm giá, giảm nhiều lắm á nha. Nếu bạn tinh ý chút xíu nhìn sẽ thấy là cái hốc gió này nó mới phải không, đây là phiên bản mới nha. Xài cái khóa là khóa răng cưa, là khóa cái gì nè, cài cho nó dễ hơn. Còn cái phiên bản cũ thì cái hốc gió kiểu cũ nó không có được tinh tế, không được xịn giống như cái hốc gió mới này. Nó vẫn còn dùng cái khóa kim loại này, cái này thì nó hơi khó xài, mặc dù cũng có cải tiến một chút nhưng mà mình thấy cái khóa răng cưa này nó vẫn thuận tiện hơn cho mình xài hàng ngày. Rock 05 thì gần như nó cải tiến rất là ít các bạn. Mình thì có nói chuyện với hãng tại vì cái mẫu này nó ra cũng lâu rồi và hiện tại họ không có cải tiến quá nhiều. Có chăng là họ làm cái viền ron chỗ này nè nó kín gió hơn, còn cái chuyện mà hơi vên kín chỗ này á thì họ vẫn chưa có cải tiến, tại vì cải tiến cái này phải sửa khuôn rất là tốn kém. Nhưng mà được cái thì cái phiên bản mà hốc gió mới đợt mới nè là hoàn toàn cái kính là họ dùng cái máy ép mới cho nên cái kính nó sẽ xịn hơn so với cái phiên bản cũ. Này thì có làm sao mình chia sẻ thực tế cho bạn coi thôi nha. Foam nón thì nó copy theo kiểu dáng con AGV K3FV đẹp rồi, thì bạn nào thích cái foam nó thì sẽ thấy nó rất là đẹp. Và tem đề can thì vô vàng luôn, rất là nhiều, mình biến tấu dáng cho nón này nhiều lắm. Bạn nào thích thì mình sẽ gửi link cho bạn coi tất cả những cái mẫu tem đề can đang có dán cho cái nón này. Kính thì có kính màu gương bạc, kính màu gương titan như mình đã gắn trên đây, kính màu khói đen và màu trong suốt mặc định theo nón. Còn những cái phần lót trong đây đều tháo ra vệ sinh được. Và hiện tại tự nhiên Rock 08 nó hết mà Rock 11 chưa ra mắt nữa. Cái Rock 05 này nó được người ta săn đón, bỏ tiền ra mua cái nón bảo hiểm thì có nhiều bạn sẽ băn khoăn là nhiêu là tầm nó vừa, thì mình nói nó vừa hay không á là tùy thuộc vào cái ngân sách của bạn. Nhiều người thì sẵn sàng bỏ tiền 5-10 triệu ra để mua, còn nhiều bạn chỉ tốn vài trăm nghìn thôi. Thì vài trăm nghìn lên khoảng 1 triệu mấy có cái nón chuẩn an toàn quốc tế mà kiểu cũng đẹp, có nhiều đồ chơi thì mình thấy nó cũng hợp lý. Hiện tại nón Phương Phây 2 kính mà chuẩn an toàn quốc tế có màu đen bóng thì lòng vòng chỉ có con Rock 05 này thôi, giá 1 triệu 1. Còn dán thêm tem hoặc mua thêm kính này nọ thì tính thêm tiền và được tặng cái đuôi gió giống vậy. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.